nhưng ngày nay các tỳ kheo không hành như vậy nữa. Thậm chí các vị sư nguyên thủy ở Việt Nam cũng rất ít thấy thực hành phương pháp này. Có một vị thị giả vào thời Đức Phật ấy, là thị giả cho Đức Thế Tôn. Khi mà vị này đi ngang qua một cái rừng cây, một cái rừng xoài, tâm vị này rất là hoan hỷ và muốn vào độc cư thực hành ở trong cái vườn xoài. Đức Thế Tôn ấy khuyên là không có nên, nhưng mà vị này quá ham thích đi, cho nên ấy, là vị này đặt làm một chuyện là đặt bác Đức Thế Tôn qua một bên, và vị này bỏ Đức Thế Tôn trở lại ở một mình, và vị này đi vào ở trong vườn xoài, vị này thực hành. Do vị này chưa có sự chuẩn bị một cách kỹ càng, cho nên các cái phiền não nó xuất hiện và vị này không thể sống độc cư được. Vị này trở về và trình bày lại với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói đó, Như Lai đã nói với ông rồi đó, nhưng mà ông không có nghe. Và Đức Thế Tôn mới đọc lên một bài kệ Pháp Cú, tức là cái tâm này đó, nó giống như là cái con cá mà nó bị vớt lên trên bờ thì nó sẽ vùng vẫy và nó khó được điều khiển. Tức là sao? Với nhiều người đó, tâm của họ vẫn chưa có thuần thục và vẫn còn cần phải rèn luyện thêm. Mà nếu như quá tự tin đi vào trong rừng sống một mình thì vì đó sẽ bị những cái phiền não nó tấn công, và vì này không thể hoàn thành được cái mục đích của mình. Ngay cả vào thời của Phật ấy, thì cũng không phải vị nào cũng có khả năng sống độc cư. Cho nên vào thời Phật vẫn có các ngôi chùa do những cái vị thiện nam tín nữ cúng dường. Đấy, chứ không phải vị nào cũng có khả năng sống độc cư. Cái khả năng mà để một vị có thể sống độc cư ấy, như thế này: thứ nhất là giới hạnh trong sạch ha. Thứ hai là có sức khỏe, bởi vì nếu không có sức khỏe đó thì mưa gió bệnh tật rất là khó. Rồi thứ ba đó là không có khen mình chê người. Có nhiều lắm, nhưng mà sư nhớ căn bản là mình phải có được ba cái thứ này. Đấy. Hơn nữa đó, độc cư thì ở trong rừng ấy, nó có hai loại độc cư, tức là thân độc cư và tâm độc cư. Thân độc cư thì nó quá đơn giản rồi. Như bây giờ khi mà sư đang ở một mình ở trong cốc như thế này nè, mà nếu như ai ở trong chùa thì cũng biết một chuyện, đó là sư ở trong cốc hầu hết thời gian. Sư ở trong cốc, sư đóng cửa không có ra ngoài. Có thực phẩm ấy, thì bà thân của sư hỗ trợ đem đến cốc của sư, chứ sư không có, hiếm khi ra ngoài. Chỉ ra ngoài khi nào cần đi vệ sinh vậy thôi, hoặc là đi tụng kinh. Ngoài ra thì sư không có ra ngoài, thì như vậy cũng được tính là thân độc cư, mặc dù sư không ở trong rừng ha. Nhưng mà còn cái tâm độc cư là gì? Tức là cái tâm nó ly dục, ly ác pháp, xa lìa những cái phiền não, xa lìa những cái sự ràng rịch đối với cư sĩ, thì đó là cái tâm độc cư. Cái tâm độc cư mới là cái được Đức Thế Tôn khen ngợi. Thành ra không phải bất kỳ một vị tỳ kheo nào cũng thích hợp ở trong rừng. Và do điều kiện thời nay đó Thì những quý vị mà có khả năng sống ở trong rừng ấy, thì càng ngày càng ít. Không phải không có, nhưng mà càng ngày càng ít. Thì quý vị cũng nên hiểu đó là bây giờ nó vào cái thời mạt Pháp ấy, thì cái khả năng của chúng sanh càng ngày càng giảm. Không phải vị nào cũng có khả năng sống độc cư, mà càng nhiều những vị cần cái môi trường có đông đảo hội chúng hỗ trợ nhau để mà tu tập. Đây. Rồi thêm một cái vấn đề nữa nó như thế này nè. Có những vị mà cái môi trường ở Việt Nam nó không có giống như cái môi trường ở những cái sư Quốc giáo như là ở Thái, ở Miến. Bây giờ nếu như mà muốn độc cư trong rừng đấy, thì đầu tiên phải có rừng cái nè. Phải có rừng. Rừng nó đây không phải là mình cứ đi ban đại vào trong rừng để mình ở là được. Quý vị mà cứ sống chui vô trong rừng mà quý vị ở mà không có xin phép, không có giấy phép đó, là chính quyền họ mời ra đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Phải có khu rừng, ai mua, đầu tiên ai mua, ai đứng tên, đấy cái đầu tiên. Rồi khi mà có rồi đó thì mới có cái môi trường để mà cho một vài vị mà muốn sống ở trong rừng thì các vị đó có thể đến. Sư hôm bữa trước, cũng cách đây mấy tháng trước cái đợt dịch này nè, khi mà đi chung sư đi đến xuống Định Quán, trên đường đi ấy, Sư mới có cái suy nghĩ như thế này. Ở Đà Lạt, Sài Gòn lên Đà Lạt, có những cái khu rừng rất là đẹp, rất là tốt, nhất là những cái khu vực mà đèo Bảo Lộc ấy. Khí hậu thì nó mát mẻ. Nếu như có thể đó, thì một cái công ty du lịch nào đó, hoặc là một cái vị thí chủ nào đó, thuê đất rừng ấy, rồi mình tổ chức những cái khóa tu 7 ngày 10 ngày đấy, lên trên đó, ở trong đó. Mọi người đem theo thì chỉ đơn giản đem theo cái lều thôi. Ở trong đó thì mình có thể thiết kế những cái chỗ để ngồi. Ví dụ mình xây một cái bục, hoặc là mình làm cái kệ nào đó nó tương đối nó chắc chắn ấy, để có thể ngồi thiền. Rồi mình chuẩn bị những cái lều, lều như là mùng ngồi thiền, rồi cái lều để ở, không có xây gì hết, không có xây một cái gì hết. Ở thì mình kiếm phát quang cái chỗ nó tương đối trống trải đó, rồi mình mở cái lều ra, có mấy cái lều dựng sẵn, mở cái lều ra chui vào đó ở ngủ ha. Còn hành thiền thì ra ngoài ngồi, cứ 7 ngày 10 ngày như vậy. Sư có cái suy nghĩ như vậy, nhưng mà cơ hội thì để từ từ, tại vì chưa có thí chủ, chưa có người, rồi điều kiện thì cũng nhiều cái lắm, nó chỉ mới là cái tính thôi, từ cái tính đó mà đi đến thực hành ấy, còn nhiều bước. Đương nhiên là cần phải có một người nào đó lên kế hoạch, rồi các cái bước cần thực hiện. Sư chỉ chịu trách nhiệm một cái chuyện là mình có thể mình mời một cái vị thầy dạy thiền nào đó đến hướng dẫn, hoặc là sư hoặc một vị nào đó đến hướng dẫn. Đấy, sư chỉ chịu trách nhiệm đó thôi. Còn những vấn đề còn lại, tổ chức, các cái vấn đề tổ chức như thế nào đó, ăn uống như thế nào đó thì cần nhiều người để mà lo lắm. Thì đó là cái mà ở trong rừng.